Người, mình là Kay đây. Hôm nay là mình sẽ làm một cái video với người yêu của mình. Đây là Ngân Hà người ạ. Cái gì nào? Ngại đấy nhỉ? Thế nhỉ? Người yêu mọi người sai đấy. 헤어지지 못하는 여자 떠나가지 못하는 남자 사랑하지 않는 우리 그래서 Đúng rồi, thật ra là hôm nay là mình sẽ làm một cái video là mình với cả Ngân Hà giả bộ yêu nhau xem phản ứng của Ly lợn như thế bạn nào. Bạn nghĩ sao? Hả? Bạn nghĩ sao mà tôi yêu bạn? Nhưng mà được không? Không được. Không được. Tôi... Bạn nghĩ bạn là ai? Kiểu vẫn chưa chịu đồng ý quay lại với thế tôi. Thế bạn gì được tôi mà tự nhiên bạn? Thế nên là tôi nhờ bạn kiểu chôn Ly. Thế thì cho xin 1 triệu. Ăn đồ. Đâu nhỉ? Khoan. Cho con đuông dừa. Cho con là con nói chuyện với anh. Con đuông dừa thôi. Mà Ly đang ở đâu? Ly bây giờ đang là từ bên Hà Đông sang Ocean Park. Bây giờ tí đến là chị với cả Hà đến sâu rồi nhá. Okay, em luôn. Phản ứng của Ly như thế nào? Bây giờ em sẽ bảo với Ly sang đây ăn cơm. Đấy, được đấy. Ngân Hà là diễn viên Nhật mà em, thoải mái. Ôi trời ơi. Ok luôn. Gọi Ly đi nhá. Ok, đi xuống đón đi. Đây rồi. Sao rồi? Ly đã nhắn này, em đến rồi đấy, em đến rồi. Bây giờ là em sẽ đi đón Ly xong tí em mở cửa vào chị quay á. Ok. Trai vào, bút tóc vào. A few minutes later. Ngân Hà, chị thấy mày hơi xấu hả? Pick up đâu, không biết không mà. Thế anh camera nhớ là editor nhớ là làm hiện ra nhá, xóa mụn nhá, bôi son vào nhá. Ok. Úi giời. Úi giời. Ai đây? Xin lỗi. Dẫn sâu vào nhá. Hello. Nhà chị. Ừ. Anh giới thiệu với Nina, đây là nhà của Hà. Vào nhà đi. Sởi, Ly ở ngoài xinh gái nhỉ? Wow. Gái nhỉ? Gặp nhiều rồi gặp 2-3 lần. Nhưng mà bây giờ Ly nhìn lớn hơn Hà rồi nhỉ? Ừ. Ly nhìn lớn hơn Hà. Ui, dì Ly cao nhỉ? Để cao ấy. Nhìn ngon rồi đấy. Nhỏ này mình có tuy à? Ai à? Nhưng thực chất là Chân cao. Bây. Chân cao. Em đơ. Đang kia ngồi đi, đang kia ngồi đi. Đây ngồi này. Bạn nói mà ơi. Tôi có. Đi nổi không? Có ạ. Có ạ. Thôi đây. Ly qua đây bao giờ chưa Ly nhỉ? Em chưa là nổi qua. Ừ. Rồi giày cao nhỉ. Rồi cứ ngồi đây. Cho Ly ăn với. Đây. Đây mà. Ly thích ăn cái nào? Đỏ cho màu. Nhưng mà Kenny nó thích ăn cái màu đỏ. Thôi cho Ly màu vàng. chơi với nhau thì quay lại đi. Bạn rồi tôi em này. Ừ. Tủ quá đây chơi mà chán mới nghĩ đến. Ui, mặt đầu Kelly có cái gì dính kìa. À, tóc của cô bạn ạ. Gồ quá. À không phải, đồ bạn dính cái gì đây tôi lấy cho. Này, đây bạn dính cái chân nào, tóc. Lau đi cho nó. Sao quay cái gì? Quay gì đang quay cuộc sống. Mà Ly sang chơi quay. Ngon không ạ? Ngon không Ly? Móc cho Ly kìa, Ly không móc được. Ngon không ạ? Ngon. Thế thằng Kenny nó ăn gì? Người mua chân gà vào nick TikTok của Ngân Hà nhá. À Dương Hồng Thắm. Cả Ngân Hà. Mua chân gà. Của tôi. Của thắm. Đến tụi bạn thì chẳng là của tôi. Đúng không đây? Em đi cái gì sang đây hả Ly? Em đi
xe. Có thêm màu đỏ đúng không? Ừ, ngon. Còn ít màu đỏ tôi giữ cho bạn mà. Tôi nhận tặng một cái màu vàng đây. Còn một cái màu vàng đây. Nhưng anh đâu, nhưng anh đâu có thâu. Ơ mà bạn ơi. Hả? Bạn, hôm trước mình đi xem phim. Đi xem phim gì nhỉ? Kiểu gì xem lửa thôi chẳng. Phim gì? Phim gì? Phim gì ấy? Cái gì nhỉ? Tàu gì nhỉ? Nên Thảo với Kelly đi xem phim với nhau á? Lúc nào? Hôm trước Kelly bỏ chán. Thế chán đi xem phim rồi. Thế mày Ly có đi không? Phim đấy công nhận hay. Không đấy. Thảo sẵn hay. Sao mình biết? Thế gì? Sao mình lửa bỏ về nhau? Có hay đâu. Bỏ về nhân kem gì? Nhân kem con hương. Để bà nhập. Đây bà đây. Có ra bạn nhiều ấy. Hả? Đâu mà? Cái vừa nãy à? Ừ. Bạn bị ảo à? Bạn nhú lắm rồi bạn ơi. Lắm rồi. Ly giờ còn đi học không? Em còn. Còn á? Giờ học là... học kiểu như là... không phải học kín tuần đâu đúng không? Có học kín tuần á. Không bắt đầu đi chơi với người yêu. Em yêu người yêu. Quên. Các sinh này chắc có người yêu rồi. Sinh này chắc có người yêu rồi. Hôm nay rủ ra đây chơi mà. Rồi là chơi cho em ngồi ra đây gặp chân gà đây. Ôi trời ơi. Đi ra đây chơi gặp chân gà. Vâng ạ. Ừ. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Sao có gì mà thắm? Gì múa luôn là người đàn ông tuyệt vời nhất. Ăn đồ. Vậy. Mà là thể của video mang tính chất là khoe xe thôi bạn. Khoe xe thì mà. Thôi bạn, bạn em mang tự xe. Mình đi xe đạp, xe máy. Thân nhỉ? Bạn thân đấy, thì cốt đấy. Không, ra chơi với kia ngồi cho nó ngồi một mình đây. Thân thật đấy. Thân gì đâu. Hả khát nước không kìa? Hả? Bạn khát nước không? Ai? Tôi á? Có. Cho tôi cái nọ nước ấy kìa. Đây mua u à? Em đấy. Đấy. Đúng rồi. Còn đúng nó là quả. Đùa. Thôi đây thì đây còn nước đào này. Còn nước đào. Nghe sao nhìn buồn thế? Mấy anh đi không biết chơi gì cả. Không chơi gì đúng không? Cảm giác bị cô đơn trong chính căn nhà. Ừ, hay là mình dẫn Ly đi tham quan nhà ấy. Dẫn ra cái ban công ấy. Dẫn ra ban công. Chỗ này Kenny với cả chị nhá. Suốt này nó gọi ra đây ngồi kiểu tâm sự mà nó ăn mì tôm ấy. Mì tôm. Ăn mì tôm ấy. Má quá. Kéo rèm ra hai cho nó mắt. Đây này. Ngồi đây hơi bị chiêu luôn. Nó em ngồi đây này. Mà đây ngồi này có mỗi hai cái ghế thôi. Anh muốn hai ngồi đây á hả? Ừ, hai ngồi đây kiểu như là kiểu tập sự bị sad boy với sad girl chila ấy. Đấy. Sad girl chila kiểu ngồi đây tâm sự đi em. Đấy. Bạn con đói không? Bạn thầm lấy cho em thêm cái chân gà ở đây nữa. Ăn lắm thế, ăn thế thôi. Đỏ lắm rồi. Đó. Liên thêm không? Bây giờ quay. Thôi, Kelly nó không ăn cái chân gà đỏ nữa. Bây giờ quay như nào nữa ta. Hả? À này tóc ngắn xấu thật đấy. Lạnh à? Lạnh ngồi ngoài. Ngồi này hơi lạnh nhỉ? Ừ. Bạn nhỉ? Bạn ạ, người này hơi lạnh ấy. Lạnh rồi. Lạnh mà bạn không biết lấy cho tôi cái áo à? Ừ, quên mất. Cứ để phải nhắc. Đây rồi. Quên mắt nhỉ. Lạnh vãi chưởng. Lạnh hơn. Lạnh như là mình chiêu ấy. Lạnh ở ngoài hay động lạnh trong lòng? Lạnh trong lòng mà. A few moments later. Về á? Vui nhỉ. Ngồi đây ấm thật đấy, mát thật đấy. Thôi lại chơi đó em. Thank you.
đi về kìa. Cái gì? Về xong đi. Cái gì? Sao đi? Đi ơi. Cái gì? Đi ơi. Ồ. Đi ơi. Về. Về. Đã chơi được gì đâu? Vừa mới ra về. Đã chơi được gì đâu? Đi lại chơi tí á. Đây là game đúng không? Game đúng không? Game đúng không? Thế nó vẫn còn tình cảm đúng không? Nghĩ sao cái thằng này thề luôn. Nó muốn chơi với chị nhưng mà chị đừng mơ chị chơi với nó. Đây gọi là điều. Nói chung là từ bây giờ là Ngân Hà với cả là Kelly chỉ đấy, diễn thôi. Ghen chỉ diễn thôi. Quên điện thoại. Ghen đi về quên cả điện thoại luôn này. Ôi giời ơi. Chị ơi. Ý chị làm cho điện thoại em để em về. Đùa mà. Đùa thôi. Đi xa anh ấy ra. Cô ấy đi xa anh ấy ra. Là vẫn còn tình cảm với anh ấy rồi. Đấy, là quay. Đúng không? Em ghen đúng không? Thực ra đây là kênh của Kenny chứ không phải kênh của chị. Bây giờ mình tôn nhà ra. Bây giờ mình tôn nhà ra nhưng mà ghen. Quá chuẩn luôn. Ghen là thật mọi người. Thực ra là màn trôn này là trôn thật nhưng mà ghen là ghen, ghen thật. Ghen giả. Ghen giả. Còn tình cảm với nhau không? Biết trôn nên ghen giả. Thôi, mày đừng có bốc phét. Thế cần tình cảm với nhau không? Không. Thôi xin lỗi cô ấy đi rồi gì nữa. Quá kém nhỉ. Quá tồi. Xin lỗi. Xin đi quá tồi. Yêu cũng tồi chứ tay cũng tồi. Tồi. Hôn này trôn tí thôi. Tự nhiên rủ người ta qua đây xong. Tự nhiên rủ người ta qua đây xong để mình. Thật tồi nhỉ, tồi thật đấy. Tồi, quá tồi. Tồi thật. Kiểu nhưng mà cái quan trọng là bây giờ là giả cho chị Hà xin 1 triệu. Cho Ngân Hà xin 1 triệu. Trả các xe cho Hà 1 triệu á. Anh chôn trả các xe cho Hà 1 triệu. Nghĩ sao mà tiếp bọn chị thân như thế. Không bao giờ. Bạn nghĩ sao tôi phải thân với bạn? Anh nghĩ sao em chôn? Thật bạn nghĩ sao mà bạn chôn người mà trao với bạn bao nhiêu tình cảm bạn trêu đùa tình cảm người ta. Quá tồi. Lừa 1 triệu đây, nói thôi. Ly nó về thật kìa. Giữ nhau đi, số lượng này tôi cho bạn. Ôi nhỉ, chắc chôn đến đây rồi nhỉ. Video hơi nhạt các bạn ạ. Thật ra là Ly vẫn còn tình cảm đấy. Đúng rồi. Mọi người tư Ngân Hà xấu này, cái gì thằng Ly nó thích. Nó thì chắc đẹp. Nó thì chắc đẹp mọi người. Ok mọi người nhá. Đấy mọi người. Đấy mọi người kiểu mình cái tình từ từ kiểu này là kiểu gì vẫn đang tình cảm rất là nhiều. Không còn tình cảm nữa. Mọi người nhìn mọi người tự hiểu mà. Bây giờ đừng nghe lời con gái nói. Đừng nghe lời con gái nói. Xem cái đoạn mà Ly mà nhìn Hà với Kenny ngồi ngoài em mặt đi đen xì như cất ngâm. Ok mọi người. Lạnh á. Thế là con gái nói một là hai. Đúng rồi, nó không ghen là rất ghen. Đấy, đúng rồi. Đấy, thằng Kenny đang mừng thầm. Chắc là nãy cố ngồi đây để gặm giúp cái chân gà thôi. Đấy. Chân gà thầm bán rồi, chân hàng Ngân Hà bán nhá. Ngân Hà bán nhá. Ok nhá, ok. 10.000 nhá. Nhớ 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 tốt tốt luôn. 10 chân tặng 2 chân nhá. 20 chân tặng 5 chân nhá. 30 chân tặng 10 chân. Nhớ qua TikTok Ngân Hà nhá. Ok. TikTok giờ thắm nhá mọi người nhá. Bú bú bú. Cho mượn phòng để tạ lỗi. Tại vì chị nhận 1 triệu của Kenny thì nó cũng hơi chát. Thế nên chị sợ chị ấy đáy ấy. Cho mượn phòng 1 triệu một đêm mà. Được luôn, cắt vào luôn. Cắt vào luôn. Thôi má, chuẩn bị đói. Chuẩn bị đi đâu? Ờ, được luôn. Được cái nhỉ? Ok luôn, nhanh đây, nhanh đây, let go. Nóng tình cảm thôi. Ok ok I can't.